Thưa quý vị và các bạn, xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Quận Hai Bà Trưng có thêm 2 trường học tổ chức đón chuẩn quốc gia mức độ 1, bao gồm trường tiểu học Trung Hiền, trường tiểu học Đoàn Kết. Các trường đều là các đơn vị có truyền thống dạy tốt, học tốt, là địa chỉ tin cậy của nhân dân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung. Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Trần Lưu Hoa tới chúc mừng. Trường tiểu học Trung Hiền được thành lập vào năm 1954 với tên gọi Trường Phổ thông Cơ sở Trung Hiền, sau là Trường tiểu học Trung Hiền, một trong những trường chuyên của Hà Nội. Năm học 2023-2024 được sự quan tâm của Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng, nhà trường được xây dựng mở rộng, một khu nhà 3 tầng, một khu nhà 4 tầng với diện tích là hơn 3.000m², bao gồm phòng học chức năng được xây dựng với quy mô hiện đại. Đây là điều kiện tiền đề để học sinh nhà trường phát triển toàn diện thể chất, tinh thần và kỹ năng sống. Trường tiểu học Đoàn Kết bám sát 5 tiêu chuẩn của trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia được quy định tại thông tư số 17 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Trường được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại theo 5 tiêu chí trường chuẩn quốc gia. 100% giáo viên của trường đều có trình độ đào tạo đạt chuẩn. Tỷ lệ học sinh xếp loại khá và giỏi hàng năm, tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá và tốt cao. Năm học 2023-2024, quận có 91 cơ sở giáo dục với hơn 69.000 học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Có 45 trên 61 trường công lập chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ là 73,77%.